kính chào quý vị và các bạn. Để thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương, cán bộ làm công tác giảm nghèo ở xã, phường, thị trấn, thôn bản, khu phố, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số cần nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở các nghị quyết, quyết định và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền về chính sách giảm nghèo ở các địa phương, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa. Chuyên mục giảm nghèo bền vững, cách làm hiệu quả số đầu tiên ghi nhận về công tác tuyên truyền về chính sách giảm nghèo ở Hướng Hóa. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, công tác giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo. Quảng Trị là địa bàn có nhiều vùng đồng bào thiểu số, nhiều xã nghèo. Vì vậy, công tác tuyên truyền xóa đói giảm nghèo luôn được chú trọng và thực hiện. Xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là một trong những xã làm tốt công tác tuyên truyền xóa đói giảm nghèo. Tại đây, cán bộ xã đã bám sát địa bàn và có cách làm hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Kinh nghiệm trong công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa cho thấy, thay vì hỗ trợ cơm áo gạo tiền, khiến người nghèo chỉ no ấm trong một thời gian rồi có thể sẽ tái nghèo, giờ đây người nghèo được hỗ trợ cần câu để thoát nghèo bền vững. Bằng cách này hay cách khác, chính quyền đã linh hoạt hỗ trợ cho người dân các giải pháp thoát nghèo như trao hạt giống, con giống, hỗ trợ kiến thức chăn nuôi, trồng trọt để người dân có thể tự làm chủ kinh tế và làm kinh tế giỏi. Cũng nắm được các nguồn hỗ trợ cho hộ nghèo như là vay vốn, rồi là hỗ trợ phát triển kinh tế, rồi là hỗ trợ cho là bảo hiểm y tế, tức là về đau ốm bảo hiểm y tế là hỗ trợ như là đi viện bảo hiểm y tế là được 100%, rồi là hỗ trợ tiền ăn cho những tộc thiểu số hộ nghèo, rồi về mong muốn của chúng tôi thì mong rằng còn các cấp các ngành quan tâm hơn nữa cho chúng tôi, dù hỗ trợ là đúng đối cái mong muốn của nhân dân để phát triển kinh tế, dù nhu cầu của địa phương là phải phù hợp, dù địa phương hỗ trợ cần hỗ trợ cây thì phải nên hỗ trợ cây, hỗ trợ địa phương cần hỗ trợ bò thì nên hỗ trợ bò. Ngoài tuyên truyền trên loa đài, truyền hình, báo chí, nhiều cán bộ ở xã Hướng Tân đã dùng nhiều biện pháp để tuyên truyền về chính sách thoát nghèo, như tổ chức nhiều buổi họp về tận nhà trao đổi, truyền đạt những kiến thức trong sách vở, sổ tay để người dân có thể nắm bắt một cách trọn vẹn nhất. Có kiến thức, từ đó áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Trong thời gian tới mà làm tổ chức công tác này nữa thì theo tôi thì cũng đến tập trung làm tổ thì công tác tuyên truyền và đặc biệt là chú trọng về công tác truyền thông đến tận từng cái hộ nghèo, từng cái người nghèo, mục đích để cho họ biết rằng cái việc mà xóa đói giảm nghèo là ngoài trách nhiệm của nhà nước ra rồi thì bản thân họ là một cái trách nhiệm chính. Đại đa số và trong phải nói một cái số lớn thì một số lớn của hộ nghèo người dân tộc thiểu số thì vẫn có cái tư tưởng là cũng còn là có cái trông chờ và cái ý lại và làm sao đó là chúng ta tuyên truyền và truyền thông cho người dân biết rằng là cái việc mà có như xóa đói giảm nghèo là trách nhiệm của họ và họ vẫn là có như có cái trách nhiệm từ đó là họ vẫn phải có cái ý chí để vươn lên để thoát nghèo. Hiện nay thì người dân là dựa vào cái thiên nhiên rất là cao, cho nên là về cái áp dụng khoa học kỹ thuật thì họ cũng đang còn hạn chế. Về vấn đề này thì cũng mong là nếu được thì tôi cũng mong rằng là các cấp mà các ngành, đặc biệt là nhà nước có cái chính sách ưu đãi về vấn đề mà tạo cái công ăn việc làm cho người dân tại địa phương và cái mở các cái lớp chương trình khoa học kỹ thuật đến từng thôn bản và phải áp dụng thực tế tại vườn luôn, đừng có nói về cái lý thuyết thì người dân cũng là rất khó người ta hiểu, mà phải áp dụng thực tế tại địa phương tại vườn ấy thì khả năng là có thể là được. Không chỉ ở thôn Trầm mà các thôn khác ở xã Hướng Tân, công tác tuyên truyền xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm và hiệu quả mang lại là góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất cho người nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo của huyện miền núi Hướng Hóa.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ phóng viên chuyên mục của chúng tôi tại xã Hướng Tân. Và để hiểu rõ hơn về chính sách xóa đói giảm nghèo ở các huyện miền núi Hướng Hóa, hôm nay chúng tôi có buổi trao đổi với ông Trần Trọng Kim, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Hướng Hóa. Vâng, cảm ơn ông đã đồng ý tham gia buổi trò chuyện cùng chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông có thể khẳng định tầm quan trọng của việc tuyên truyền chính sách giảm nghèo đối với người dân và đánh giá như thế nào về việc thực hiện công tác tuyên truyền chính sách giảm nghèo ở huyện Hướng Hóa? Hàng năm về thực hiện chính sách này thì mọi người dân đã tiếp cận được tất cả các nguồn lực, đặc biệt là hiểu được các chính sách, từ đó là biết được gọi là cái cách thức và các chính sách để mà thực hiện về công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó là công tác tuyên truyền về các kỹ thuật chăn nuôi hay là các kỹ thuật về các mô hình trồng trọt để nhân rộng trên toàn địa bàn. Từ đó từng công tác giảm nghèo qua các năm là hầu như là giảm cao so với nghị quyết hội đồng dân huyện đề ra. Thưa ông, trong công tác tuyên truyền chính sách giảm nghèo thì huyện Hướng Hóa đang gặp phải những khó khăn gì? Đại bộ phận hộ nghèo là chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa, trình độ văn hóa là thấp. Vì vậy đây là một cái khó rất là khó khăn để về cái thực hiện cái chương trình giảm nghèo bền vững. Thứ hai là các hộ thoát nghèo thì có thu nhập là thấp, là sản xuất là không bền vững. Vì vậy nên vấn đề tái nghèo là vẫn còn xảy ra. Đây là một vấn đề rất khó để mà thực hiện cái chương trình này. Vấn đề thứ ba là một số hộ dân là còn trông chờ vào các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước mà chưa ý thức vượt lên để mà thoát nghèo. Đây là một cái cản trở trong vấn đề gọi là thực hiện giảm nghèo trên địa bàn. Để giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong công tác tuyên truyền về chính sách giảm nghèo thì chúng ta có những cái biện pháp gì? Phòng Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan thường trực về công tác giảm nghèo bền vững thì chúng tôi cũng sẽ tập trung tham mưu Ủy ban huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể mặt trận và các đoàn thể cấp xã tăng cường công tác gọi là tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác gọi là giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã vùng đặc biệt khó khăn. Thứ hai nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với các hộ dân về chính sách nghèo giảm nghèo để cho người dân hiểu rõ hơn về những gọi là chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ trước tới nay hộ nghèo luôn được nhà nước quan tâm và hỗ trợ với nhiều chính sách ưu đãi. Vậy theo quy định hiện hành, hộ nghèo được hưởng chính sách ưu đãi như thế nào? Phần cuối của chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ cập nhật theo chính sách ưu đãi hộ nghèo 2019 như sau. Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh. Bên cạnh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thuộc hộ nghèo, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến. Ngoài ra, hộ nghèo sẽ được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại, chuyên chở theo Điều 4, Quy định 14-2012, QĐ-TTC. Miễn học phí cho học sinh, sinh viên. Cụ thể, các đối tượng được miễn học phí theo Điều 7, Nghị định 86-2015-NDCP gồm trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo. Học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số, rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ vay vốn xây nhà ở. Hộ nghèo có nhu cầu vay vốn được vay tối đa 25 triệu đồng một hộ từ ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3% một năm, thời hạn vay là 15 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay. Hộ gia đình được hỗ trợ vay vốn xây nhà ở phải đáp ứng các điều kiện. Chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác. Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau đây. Nhà ở đã bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng. Hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng. Theo khoản 2 điều 1 thông tư 190/2014, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng, tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh,
tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành là 46.000 đồng một hộ một tháng. Hộ gia đình được chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền từng quý. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin cập nhật về chính sách ưu đãi hộ nghèo năm 2019 đã kết thúc chuyên mục giảm nghèo bền vững, cách làm hiệu quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong khung giờ này tháng 8.